2 cốc dừa dầm. Lần trước mình mua mình thấy nhớt nhớt. Để lần này mình test thử xem nào. Thấy mặt nó mặt nó cứ có một cái lớp mông mốc trắng trắng này, không biết là lớp gì đây. Đây, có một cái lớp mông mốc trắng trắng này. Không biết là lớp gì. Hay là lớp nhựa. Nghe mình nhẹ rồi ông thóc vậy. Rất nhẹ nhàng. Thôi mình cắt cái lớp mặt này ăn trước nhé. Cái lớp mặt này nó có màu không đẹp. Không, mình không thấy có lớp nhớt như lần trước. Lần trước có lớp nhớt. Giờ mùa hè nóng như này mình không để vào tủ lạnh bảo quản, toàn thích để ngoài trời. Đây, lớp mặt đây. Giờ mình sẽ cắt. 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 Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu, anh cắt đi từng kỷ niệm theo bên mình bay lao. Cắt xong hoặc có thể mình đa nghi quá chứ cái lớp này nó cũng chỉ là lớp bình thường. Cắt hết chưa? Cắt hết rồi đấy. Cho thêm miếng nữa đi. Hơi có lớp nhìn nhớ thì sao nhỉ? Giờ mình sẽ cất cái này vào tủ bảo quản nhà mình nhé, chỉ có ngăn đá bảo quản được thôi chứ còn ngăn mát chán. Đây được một bát thạch đen. Cái này thấy ăn với sữa chua rất ok. Đặt một thùng sữa chua thì ăn nhiều quá nhỉ.
thầy bà con nào, bà con cùng chiêm ngưỡng thành phẩm nào. Thành phẩm đây nhìn rất là bắt mắt, ngon lành, bắt mắt rồi thì phải ăn thôi. Úi da, vội vàng quá. Mời mọi người nhé. Ngày hôm nay rửa dầm để vào, mời rửa dầm để vào ngăn. Rửa dầm để vào ngăn đá nó mục nát, cho nên nó chưa bị đông, chưa bị đông cái hạt này. Rửa thái hạt lựu xong rồi tẩm qua một lớp bột năng, chứ nếu nó đông rồi ăn bực mình lắm. Bột nước dừa hôm nay cũng đậm đà. Ăn cùng với thạch rất là ngon. Cái thạch thì ăn cùng với sữa chua cũng ngon. Hôm nay cái chè trôi nước là mình chê nha. Bột chua. Lần trước mình để tận chiều mới ăn thì thấy nó cũng chua. Mình nghĩ do mình để chè ngăn mát lâu quá. Còn hôm nay mình mua mình bảo quản nhiệt độ rất tốt luôn, mà chua. Cái chè hoa cao không chua, chỉ có trôi nước mới chua. Ngon. Mai tiền tóc rồi vừa. Cứ mà nói không nuốt là chết rồi. Đi bệnh viện gấp hai cái buồn cười. Thạch dai dai giòn giòn. Nước có dừa béo ngậy. Bảo ngủ mà không ngủ được. Lấy mua long nhãn này, tâm sen kỷ tử mua hết rồi. Đỗ đen hãm mà vẫn không ngủ được. Còn cứ họ ẹ kêu cái là ra yêu còn đâu đúng không?
Nước cốt dừa béo ngậy nó bám thành lớp 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 béo trên thành xì à. Ăn nốt cho nó hết. Thạch ngày mai mua cái gì dầm nốt. Lớp béo của nước cốt dừa. Đọng hết. Mai tiến thắp họ quê em chào anh Mai Tiến Thắp của em. Anh lại ho rồi. Suốt ngày anh ho anh đẹp trai thế. À đâu em thương. Em thương anh quá. Ok. Đâu anh thương em. Anh thương em. Đi ra đây bế nhá. Ừ mẹ thương anh Tiến Thắp của mẹ. Ô là xỉu. Ô bà là ba lồ. Ô đây mẹ bé bà xỉ bà lồ. Đập vào đầu anh chơi, xin lỗi anh chưa. Em mời anh ăn chè, ăn dừa dầm. Đâu cái dừa non của anh đâu. Đây dừa non của anh đây. Đây. Tèo, 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 tèo. Đây. Dừa dầm dài quá. Đây, giờ dầm của anh ơi.
phút rồi. Để xa tầm tay anh tháo không là anh ấy cho đi không trở về luôn. Đây. Đây có miếng dừa dầm. Đây. Anh nuốt đi đã. Anh chết nuốt cái nồi này. Mó bên còn đầy kìa. Thôi 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 thôi. Anh đừng có mồm điêu nữa. Anh bảo yêu tôi mà anh lại lấy con khác. Chết thôi thôi. Mà sao bà? Thường thường tí mẹ lấy cho con vợ xinh gái nhá. Đồng ý không? Ok. Mình nhảy ấy thì mồm mình đầy. Đây đây cho mấy xì tóc của chị My nhá. Chị từ lần đầu gặp em anh muốn nói mấy câu la 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 rước em về làm dâu. Nó chưa? Nó chưa một tí nữa lại đút và lại đầy mồm. Đây. Nó chưa? Ôi giời, mồm còn đầy kìa. Muốn thạch nữa nhá. Đây 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 đây. Đấy. Tỉnh lắm. Đẹp dai. Vai to. Mỗi tội đánh đá.
Lấy miếng nữa nha. Đây. Yêu mẹ lắm. Nào. Ao. Nuốt chuyện nuốt hết đã rồi ăn. Nuôi trời. Đây. Thôi rồi rồi rồi. Không ăn nữa nha. Dài quá nóc ạ. Thôi. Bye mọi người.